Shop nick tự động, sĩ cao shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Wow, anh em đã sẵn sàng chưa? Đồng bào đã sẵn sàng chưa? Nope. Lắc kè đâu để cho sạch gầu, lắc kè mông để giống con công. Trung ngạn lỡ buông lời yêu em thì lại sợ em xa lánh, thế nên giờ chú phải làm sao đây các con? Đấy, nhiều khi mình cảm giác mình hát là hai cái tuần què gì cũng giống như kiểu là hát con họ là sao không? Tôi muốn đánh cover bài Hà Nội gì đấy à? À ok, bài Hà Nội ô nhiễm em ơi. Hà Nội này ô nhiễm, liệu nơi đó có chạy đi không? Anh mới thì một chiếc túi rác chờ mọi người đến bỏ rác vào thùng. Thôi giỡn với anh em xíu, nhưng mà không khí Hà Nội dạo này chán lắm công ạ. Các ông đi đâu chứ nói thật, Hà Nội này khói bụi mù mịt ra chán lắm anh em ạ. Nói thật với anh em tôi chả muốn ở Hà Nội nữa, nhưng mà thôi, công việc mà cuộc sống mà không ở Hà Nội cặp đất mà ăn à? Được không? Ê! 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 Hello! Ajinomoto! Hello! Bà lỗ hồn nhá, có lộn nhá. Có ca rồi. Hay lắm. Thế là mình có ca rồi. Trời ơi, có ca lo gì nữa nhở? Hôm nãy kiểu chơi game, thằng bé kiểu chạy vào ngáo. Ngáo ngáo ngơ ngơ vì lúc nào anh cũng thích làm thơ. Ngáo ngáo ngơ ngơ. Cầm súng gì đấy? Mày cầm súng gì đấy? Súng gì đấy? Mày đòi chơi anh à? Sai lầm rồi nhá. Sai lầm. Ui thôi, nó cay mạng. Cái deck. Cái deck là cái gì anh em? Cái deck là cái bàn đấy. Trong tiếng Anh deck là cái bàn đấy anh em. Có vẻ hơi vãi lúa nhở. Tôi có phải hay lúa đâu mà suốt ngày kiểu vãi lúa nhở. Mày liệu hồ nha con chó lợn này. Mày canh chú đấy à con à? Mày liệu hồ nha, mày liệu hồ nha. Nghĩ sao vậy? Nghĩ sao để ăn chú vậy? Dâm ra cái thằng dâm dơm này. Thế có thằng nào ở trên không? Nổ địa chỉ nhanh. Có thằng nào ở trên không? Anh đưa đôi mắt anh tìm nhưng không thấy ai ở đây. Có vẻ như là hết mạng rồi anh em ạ. Cô đưa mắt đi tìm rồi nhưng mà có thấy ai đâu. Thôi đi anh em. Hey, livestream mình không để delay nha anh em. Dạo này cái deck mới là cái bàn chứ deck không phải là cái bàn nha anh. Thôi, anh có biết gì đâu. Anh chém gió tí để lòe những đứa không biết tiếng Anh thôi. Chúa thật với anh tiếng Anh mình nghĩ á. Giờ hello. Cao là lún. Ui, tên hay vợ bạn. Tên hay vợ bạn. Mình có nên ngồi vào đây không anh em? Không, không ngồi được. Đấy. Rõ ràng bắn được một cái cây hoa rất là to, xong nó cho được đúng hai cái kẹo mình ngồi. Top 1 cover đàng hoàng nha anh kẹo. Ok luôn. Top 1 để tôi xem bài hát nào hay hay thì tôi sẽ hát cho anh em nghe theo phong cách đàng hoàng nhé. Nói thật với anh em là không giả giọng Trung Ngạn đâu, không giả giọng Châu Tinh Trì các kiểu đâu. Ui nhờ. Từ nãy giờ mình có hai kill này có gì đâu. Nhưng mà AK này, skin này của mình đa mạnh lắm, bắn phê lắm. Nhờ. Dạ anh hát hay lắm. Thôi mày đứa đừng trêu anh. Trêu anh đi thi giờ voi giọng hát Việt để có mà anh bị đuổi từ vòng gửi xe à? Đừng nhá, đừng nhá. Đừng bảo anh hát hay. Chưa, anh chả biết hát được gì cả. Tốn cả đạt được hai cái kẹo định mệnh game. Ừ. Kiểu như là nó game nó kiểu như là bây giờ nhá, chúng mày muốn có kẹo này, chúng mày phải bắn nổ cái con này này, bây giờ chúng mày phải hết cả băng đạn này, chúng mày mới lượm được hai cái kẹo nghe chưa? Kẹo ở đây nó không hề dễ kiếm nghe chưa? Đấy, đấy là triết lý của Garena, còn triết lý của anh bảo chứ. Đủ, sao mà đầu tư rõ to nhá, đầu tư một cái cây nó rõ là to luôn. Bắn bùm cái, được hai cái kẹo, nghe kiểu là ní. Anh Hiền về hát hay thật mà, kẹo đó để làm gì vậy anh si kẹo? Từ từ em ơi. Mày liệu hồn nhá. Rồi, AK mạnh quá mà. Nó chơi sao nổi anh em. Sĩ hôm nay làm sao ngáo ngáo ngơ ngơ vậy ư? À, làm sao mà ngáo ngơ ngơ thế? Đơn giản thôi anh em. 3 giờ anh còn chưa ngủ. À quên, làm gì đến 3 giờ đâu. 20 giờ anh còn chưa ngủ. Tương tư về em biết bao nhiêu là cho đủ. Chẳng phải người em phủ ngày ngủ đêm bay, nhưng mà giờ lúc nào anh cũng ngáo ngáo ngơ ngơ. Bấn kẹo đâu có dễ. Đấy là triết lý của bên Garena, nó sẽ thế anh em. Còn triết lý của tôi là thôi, mất công dựng được cái cây to to để cho anh em nhiều kẹo tí. Đó, em cứ kiếm kẹo lỡ nổ sự kiện. Tức là bây giờ cái kẹo này anh em chưa đổ được hả? Tôi nhớ là đổ được mà. Sao mà chưa đổ được? Mấy tuổi mới được vào quân đoàn đấy? Anh chả biết nữa. Nhưng mà thôi anh em cứ từ cấp 3 là cho vào quân đoàn hết. Đấy, cứ như lớp 9 anh em có thể vào được quân đoàn mới. Nói chung là anh em bớt trẻ trâu tí. Không hề quân đoàn có mình tôi trẻ trâu rồi, thêm mấy đứa trẻ trâu nữa cơ mà quân đoàn nó thành quân đoàn trẻ nghéo rồi hả? Nó trẻ trâu thành trẻ nghéo rồi hả? Rồi nha, rồi nha, rồi nha. Ui dồi, khá nước quá anh em, thông cảm thì uống nước. Lô 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 Ajinomoto Honda Mitsubishi Yamaha thế... Gì vậy trời? Thế bảo hello tâm trạng sảng khoái, phát xong là mình phát hiện ra bảo chứ. Wow, có ai đâu mà hello. Hello chán chê xong phát hiện không ai, kiểu cảm giác như là kiểu như là wow, tự kỷ hả? No, nó tự kỷ. Anh đi chấm người đâu. Đứa nào đây đấy? Đứa nào đây? Không phải. Nhầm. Chết, lại nhầm nhọt sang trồng trọt rồi. Sao anh em lại cứ bảo Garena củ cải nhỉ? Tôi nhớ là Garena nó hình con mắt quần què gì đấy mà. Mày đội hồn. Mày đội hồn nha. Ui, chúng mày solo à? Thằng kia. Thằng kia. Mình nhảy đến đầu luôn này. Mày liệu hồn nha. Ui đưa. Đừng nha. Con lợn này mày nghĩ sao mày đòi chơi anh vậy? Có phải là mày hôm nay mày ăn phải gan hùm phải không nào? Sao mấy thằng dơm này chúng nó có đòi chơi mình là sao đấy? Hôm nay cho nó ăn gan hùm cả rồi anh em ạ, được. Hay lắm. Hay lắm nha mấy con lợn này, chúng mày hay lắm. Chúng mày liệu hồn với chú Ngạn nhá. Từ từ đã, mình xem rồi anh em. Để thêm một keo nhá. Ngồi một keo tí anh em khó chơi lắm. Cái gì đấy? Gắt. Thôi gắt bình thường cháu ạ. Dăm ba các thằng dâm dơ mày chú sợ gì đâu. Nó thật với cháu chứ cỡ 10 thằng chú còn ăn được. Thôi phải phét anh em. 10 thằng ăn sao nổi. Garena gà. Ừ đúng rồi, Garena gà. Sao các bạn lại bảo Garena củ cải? Đủ, tôi thấy gà nấu với củ cải đâu có hợp đâu anh em nhỉ. Nhưng mà nói thật là gà hầm là ăn kiểu gì cũng ngon. Các bạn lại nói lại bảo cái bụng của tôi đói quá anh em. Chết. Nói thật với anh em, tối tôi ăn cơm được có mỗi mấy miếng thịt bò. Hôm nay không phải uống nước lọc. Thế ăn cơm được có mỗi mấy miếng thịt bò nên anh em lại bảo gà, tự nhiên thèm gà. Hỏng. Thằng nào đấy? Không phải, mình tưởng có người cơ. Thế là không được rồi. Anh em đừng nói chuyện đồ ăn nha, mình thèm. Các bạn nghĩ sao, nhưng nghĩ sao nói chuyện đồ ăn mình thèm chết đi được đấy. Không có được anh em ạ. Có ngon đâu, có gì mà không ngon. Để xem mình xuống dưới đây nào. Lần nào cũng phải view cho anh nhỉ. Ui fan cứng nè. Các bạn nhá, chia sẻ livestream cho mình chưa? Chia sẻ nhanh đi, xong rồi tiếp tục quay trở lại xem live nào. Không là mình khóc ở đây đấy. Thịt sói không anh ơi? Thôi, sói siếc dề, thịt sói ăn như thịt chó thì có gì đâu em. Đùa như mấy con thỏ này. Tôi thấy là thịt thỏ, thịt dê, xong là thịt gì nữa thì thịt sói là thịt quần què gì. Ăn chủ yếu toàn giống như một thịt chó mà anh em. Anh em lại bảo là chưa ăn thịt chó bao giờ. Giống như kiểu là anh em ấy, nước là bạn, không phải là thức ăn, không sử dụng nước. Đủ. Bây giờ giống kiểu như là chó không phải là bạn. Quên. Chó là bạn, chó nó thức ăn. Thôi anh em ơi, bây giờ nói chung là con gì thịt được là chúng ta đều ăn được hết. Đấy. Đến cả thịt mèo cho nó còn thịt là xong, bắt đầu là lên Facebook xong xe mấy cái như kiểu là mèo Quang Thượng. Ui. Có phải là nghiệp không anh em? Ở đây có vẻ như là hơi xỉa xóa đến những cái bạn chơi mèo mà mình phát hiện ra là Thôi có vẻ như là mèo Quảng Thượng nó không tha thứ cho mình về cái hành động là mình đang tính là sẽ bỏ con mèo Quảng Thượng vào trong nồi mình. À đâu, mèo Quảng Thượng cắt cổ, vặt lông con mèo Quảng Thượng, sau đấy là anh em bỏ vô nồi và ăn thịt mèo đấy. Thôi hỏng rồi. Biết thế có vẻ là mình xạo chó một vài câu yêu động vật thì chắc là mình không chết sớm thế này đâu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.